Ok, xin chào tất cả các bạn, lại Tokyo Camera đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một cái vấn đề khác về chuyện là chọn mua flycam thế nào cho chuẩn. Đó là mua mặt hàng mã CN hay là mua mặt hàng mã NA và EU. Rồi, thứ nhất là về sự giống nhau đi. Giống nhau về cái hai cái mặt hàng này là nó y hệt nhau ở bề ngoài, không khác gì cả. Anh em vẫn thể bay lượn bình thường như bầu trời Việt Nam như bình thường, không biết là gì. Nhưng mà một vài mặt hàng đặc biệt như là Phantom 4 RTK thì sẽ không thể bay được ở thị trường mã CN nhá, không thể bay được ở thị trường Việt Nam. Đấy là về khác nhau về cái sản phẩm bên trong. Còn khác nhau tiếp theo là gì? Là về giá. Bản CN là bản dành cho thị trường nội địa Trung Quốc, vì vậy là giá sẽ thấp hơn so với bản NA hay là bản EU, là bản dành cho các thị trường quốc tế và sẽ phải xuất khẩu ra những cái nước khác. Điều này sẽ dẫn đến một cái việc là anh em rất nhiều những cửa hàng ở Việt Nam sẽ nhập bản CN về theo dạng là đường sách tay, nhưng mà bán với giá cao hơn để ăn lợi nhuận cao hơn. Một điều nữa là bản CN là bản dành cho thị trường nội địa Trung Quốc, vì vậy là sẽ bảo hành tại Trung Quốc, và khi mà đem về Việt Nam thì chúng ta sẽ không thể mà bảo hành tại Việt Nam được. Cái việc này thì những cái cửa hàng mà bán bản CN ấy, người ta sẽ khi mà nhận bảo hành các bạn, người ta sẽ chuyển sang cho dealer là bên Trung Quốc hay là đại lý bên Trung Quốc, và sau đấy thì đại lý bên Trung Quốc bắt đầu là gửi bảo hành cho hãng. Cái việc này thì nó sẽ gây ra một cái hiện trạng là những cái mặt hàng mà anh em bảo hành ấy, nó sẽ không được sát sao, nó sẽ không được cái nhà cung cấp là cái cửa hàng mà người ta bán cho bạn, người ta quan tâm nhiều đến cái mặt hàng đấy, mà phải chờ rất nhiều khâu, người qua dealer lại qua hãng, xong rồi mới báo lại đến cho cửa hàng và báo lại cho bạn, rất là nhiều khâu như thế. Vì vậy là anh em sẽ phải chọn một cái mặt hàng làm sao mà khi mà sử dụng mà có vấn đề gì đấy thì bảo hành cái cửa hàng đấy thì sẽ phải uy tín, và người ta sẽ sát sao đến việc mà mặt hàng của bạn đang bảo hành với tình trạng như thế nào, hãng báo về ra sao. Ok, và đó là sự khác nhau cơ bản giữa cái mặt hàng CN và mặt hàng NA và EU. Ở Tokyo thì chúng tôi chỉ bán mặt hàng phiên bản quốc tế là bản NA và EU. Vì vậy là các bạn sẽ nhận được cái sự bảo hành mà nó hợp lý nhất và nó nhanh nhất có thể, thay vì mà các bạn mua rẻ hơn một chút là bản CN nhưng mà các bạn lại phải bảo hành với nhiều những cái khâu, nhiều sự phức tạp hơn. Cuối cùng, hãy là những người tiêu dùng thông thái, chọn mua những sản phẩm tốt nhất với mức giá tốt nhất. Các bạn có thể truy cập vào tokyocamera.vn để xem những cái sản phẩm của Tokyo Camera đang bán với mức giá hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.